May ye not, Lord, ni bacita tutsi, welcome them as God's servant. May that you respect them. Hot zai tong le ni ya ne gu ne ti, welcome them as your family. Because a family, it doesn't matter how hard it is. In the good time and bad time, we'll stay together no matter what. Thế thôi đi nợ, sợ có nên chạy tỏ lỡ lì bà chữ. Thì cho tu chi, giờ bây giờ có mong lì tu chi. Thì lỡ chạy tỏ là kia nên you follow them. So I just want to ask you to welcome them, the leaders of the Hmong district. Even myself will not be able to be present all the time. And our Dashcon will not be always be here, but they represent us. And when you listen to them, you also listen to us. And just want to thank you for that. And Israel, I want you to welcome these people as God's church. That is not a place you want to be, but a place God wants you to be. During the Dila Shai Kya Pengjai Na, at the Niya Ifeng, the Bell of Kokong, they are part of the Hmong district. So you have represent us, and you come and you represent us well. In any case, you don't have wisdom how to lead the church, we are there for you, and just be part of us. Thao Linh Đỡ Chạy Tỏ, Lời Cho Vì Nên, Nên Tì Tì Tì. Rồi họ thông lúc xưa dù, bỏ tâm nói cho mình, dù cho cứ cho Tì Lợ, để dù chỉ cho sẽ sáng cho Christ Redeemed Anger. And so they will be part of that. So let me share God's word with us. And I will share in English and in Hmong little together because I want our young people to really understand the part of that you're coming together today and what is your part. And so we can be a better church for God. But you thought you know that you are clear, who are the Hmong Niji, the Hmong họ cứ sai và bây giờ lo nó tao tao bây giờ buồn nó tao tao và cái bây giờ thì bây giờ ý con riêng bây giờ cổ bị kề rồi họ cho lòng cho buồn thì mình được cho được cho lo giờ chỉ mà cho buồn rồi thì đi luôn này là tổng đề rồi mình chỉ tổng đề the young people you are here to the future because the older people have worked so hard to get you here thì thằng cứ sửa cái gì là sai cho lo trực tiếp cho họ là giờ cho lo ba bê và bây giờ bây giờ thế gì cho lùa trực tiếp tôi họ lại cho vô lọt cái đi nuôi trong cái trường như nhà tổng tệ thì họ bà đi này nọ do bà trực tiếp. So let me share a little history of our church, Calvary Mountain Church. As I said, this is the 30 year you have been in church. God started you as a church in 1994. And that year, only 57 members, the total giving to the church is 6,744. And you give $0 to the CMA. Thì là sai và chuyện bị bệnh trình là sống xếp cho của chủ chập lâu là sau xong đó mà chỉ cho sáng của chủ chúa xứ và sự đà lưu sống tổng nghề là trong xe xa của chủ chập lâu để chỉ tổng bài ý khỏi đã chỉ tổng CMA. 10 years later, 2004, the church grew to 178 members. The income grew to 23,495, and you gave to the CMA 4,790. And 20 years later, 2014, number increased to 227, and the income that year 82,907. But the giving to the CMA decreased a little, 2,212, but still good. Thì là sẽ mình còn biết rằng bây giờ sẽ có chia cọc lâu, còn chỉ một chút chua giờ họ của nâng cọc xa lên. Nhưng chia cọc xong đó giờ gì cho họ chia chỗ của xa, đó là thế ba của CMA yêu lý do, đó chỉ là những trình trọng. So what about last year, 2023? The church dropped into only 180 members, and the income jumped to 97,612,
and the giving to CMA still stayed 2,227. It's still pretty good. So dealer shy pelunan go ne pong minji, ne yi pong. Somehow what you will let you hop here with a reach of home or new life has the church love. Do your lindau, but gently in your pong more equal reach of the land. This is yet here what you know. Chúa đi chúa trong sáng chia trong cuộc của họ để ba như sao mà cho là yên chỉnh cho họ chia họ buồn nên cũng sáng rồi nè thầu biết đi là sai cho kế của tôn trên là nho tổng biết trong biết trong tôn trên yên nho cho cho kế của một khoản dùng một khoản nhua đồng xưa cho kế là tại vì họ kế của một chỗ biết đi là bỏ và bạn chữ chỉnh tổ tôn trên và chữ cho kế của tuần này là nho một tổ chế, một chế sư phư rộng nọ mùa trong đêm trong tủ do lọ ba và chữ tỷ lệ tỷ nụ đó có ba chữ mùa tỷ lệ tỷ nụ đó bây giờ qua trong lúc này nhà tổng đề and as we can see God is saying God was faithful for Calvary Mormon Church even in the face of difficulties challenges and sometimes we do not know what to do sometimes we might not want to come to churchBut God is always here. God is faithful and shall love Calvary Mormon Church. That's why we have today. And we are moving toward the next 30 years. And that's what I want to share with us. Khó biết đi là xe, lúc này ta sẽ nói một cái giá tổng tế. Khó biết đi là chào, giờ biết đi là xa, khó biết đi chăn nọ. Khó biết một tổng bản chứng tế lý tế nụ, chung chăn nọ. Thì không thể giờ khó biết giờ tổng đi là.你弄弄啥叫别提了个花样了咯？但他要别要一头猪脚，别好要抄师傅的价。天师傅，天年师傅，别好要抄真正的价。如何头别提了晒，这做给了我一本证。妈妈就不师傅老莫内怒，师傅我师傅太正，也也好办。要猪脚，要做抄脚，能莫能分，能莫能分多，就我做别提的点怒容易。họ kể về cụ môn chi, ta kể về sư phụ, thế ta kể về chủ chúa được họ, cụ dân một vị sư phụ thì đại sĩ nói một thằng trả sư, đại sĩ một chủ chúa được bình dân, first United Mormon Church của bỏ nhà nó, mà đạo lúc xưa, giờ sư phụ phải ta thao cho giờ chủ chúa hồng lưu, ở trên bây giờ nó chỉ trở lưu yếu, mà đạo giờ, mà đạo lúc xưa giờ chủ chúa họ ta thao giờ sư phụ chỉ trở lưu yếu, để các phải một thao cụ họ, cụ phải một thao các họ.但是我同学问的嘅，要请教他，我要考。诶，要俾我俾考试嘅，论道理定唔定？诶，看到要考不上，就俾点唔晒。你就讲一提十六年嘅从知嚟个俾个包，又需帮我上到门多本证，需帮我上到我万年多奖证，就自己个晒到就偷教我住，就落班人的。就是浪到看到我做被保障，师傅在那边弄，我八分钟也来几天。So let me read from his first Thessalonians chapter 5 verse 12 and 13. It said, "Dear brothers and sisters, appreciate those who are your leaders in the Lord's work." 要用脚跟脚摸，他讲那字宽。Cho tin nên của dân này được thật cho để làm một vật chủ tế để tế nụ. They work hard among you and give you spiritual guidance. Lời dạy ý cho họ vật chủ hậu lử, nhá tế kia, nhá tung trang tử nê. Thế lời mua tớ kể cho nó cho họ ba tử nê, đồ sáng chủ tế. Show them great respect and wholehearted love because of their work. Giờ lý tử nê nhớ chủ tàu hư lỡ, trái tàu lỡ, lưu lỡ.And live peacefully with each other. Yet when men, Tai Yang, Nya Seng, Ilan, Jong Ilan. To be dealer, Shelly, no, or to be dealer, Bob, but just on Lu, do I dear? Pay ye do, Juju, not pay up what they know, Lita, but you pay on your tell Lita, if I don't, the gate of your third job, this is food, and it's a food, the law, Babe. So when we look at this passage,It gave us a very clear understanding and guideline how as a member, how, what is our thought, our work to our leaders as a pastor. So let me share at least three things as a member
that we need to do in order to really help the pastor. Học biết đi lòng ý từ chữ Chúa cũng trên là để nghe nhìn chờ mình của Thiên. Nên chờ của tao ý từ sư phụ, nhà sư phụ, ý cho thật cho và dọa cho nó rú bê, nó vừa tỏ ra chữ tế để nụ rộng của rộng bê. Và chữ tao lùng rút nó sư phụ bỏ lọ khía bê hải thịa. Bê mùa phê cho ba tổng lỡ đầu ý cho thật cho rộng trong tất cả chữ và dọa bê lọ ba lỡ. Mà nhớ cho hôm nọ mà nếu một bê dạng lọ lọ sư bỏ lọ khía của chọn trên gọc vọ. So in here, the Apostle Paul gave us three things as a members we can do to really help our pastors to be the leaders that God created them to be. The first is we are to appreciate our pastors and our leaders. The third for chaplain, ya ba chu zo lung tu hai dia, pe ye yi tu chu chu, pe de de nu pe yo lo chao to pe tu su fu chao to tu ni su fu, ya pe lo. Appreciate no ya wan jo lo po zo hai dia, ya na guan da, ya yi ho zhe zhe. Tất kỳ kỳ lâu ý tù sư phư, nhạc sư phư là cho bần trên. Nhạc sư trực cho ưu mùi nhọc bê bần trên, thì họ là sẽ ngọt đọc bần trên, để ưu bỏ cho hạ tìa. Đầu lúc xưa, bê giọt sư phư, nhạc sư phư là bê trên giọt đi nền. Thì đầu lúc xưa, ưu bê giả đã chỉ là dù xa, có cho thân cho bó tê sư phư, bó cho bó có cực cực đồ bê. Đầu lúc xưa, mấy tù đi nền là hãy là lụ sư, quá tuổi yêu quá rộng như chị, tại vì họ tay này mình tàu với xe yêu cứ là chỉ mất tiền thôi là sao tay trâu người thế, quá tuổi yêu quá rộng cho nên chị sao là chị tiền luôn, rồi bé sư bỏ lòng tuổi rồi nó chia làm tuổi, sư bỏ lòng tuổi thì dear brothers and sisters appreciate those who are your leaders, cho cứ cho mùa cho họ sư bỏ lòng sò mùa còn trong cái bé là ít chị nên. Và chú bú ý cho giờ chú chúa và chú bú ý cho giờ thời cho là chỉ bây giờ brother sisters sư phụ lòng muốn tuổi là để cho cứ cho mùa muốn tuổi này trong này cũng cho cứ này trong này cũng cho mùa thì mới cho thời cho này mà này còn này giờ tao ngồi ở đây cả này tao appreciate là thằng tao hay kia bỏ là lúc này cứ chỉ cho giờ tao giống khổ là cho sẽ giảm là buồn đời đúng không cả họ nhà sư phụ dành của bà chị đêm nữa. Ư dành sĩ do, cú xe tê tê. Ta sĩ họ kể và ưng chờ kể sau do nhà thọ, lưu xe ư dĩ trọng nhà tê chê. Tổng lưu xe ư dĩ trọng nhà tê chê, ưng chờ có, do chữ lâu tị chơ, do chữ chua tị chơ, tùa thọ bà chữ tổ ư. Cú mà chữ quả lý đáng lo, ta sĩ nhà sư phụ mà chạy chữ mà lý tùa thọ bà chữ tổ ư nè. Cô thể có xe lo. So, thông tin của xe mẹ kêu. So, tên lúc xe hờ của sư phương duyên kể nhua, sư phương mua cảnh giả kể khẹp chù, dù dễ trị giả tin này. Khi không học thao tổ nhà sư phương ưu lưu rõ, giờ cho trả sư, cho đá sư khám. Để cho sư lời chỉ đi dùa tin nhau hồn, để lời chỉ đi tổ cộng của dị lưu này. Nè, cô xa kêu cô giải thức thao trả sư và tổ cộng bổng. Giờ ý khó là tốt sao, tốt bỏ nên đời sư, giờ ý khó rộng tới tiền. Sau khoảng tới giờ khó là, đi lại bế tạo appreciate sư phư, nhẹ sư phư. Nhẹ sư phư, nhẹ sư phư, nhưng mà cái tụng giang tùy hoàn toàn tạo. Đại sĩ đồng trọng xài giặc và nó có tạo rộng, nó khổ là, nó cho rộng là. Thảo có ổn linh đỡ là, nó thế lý dân giặc và nó tụng giang tùy chùa. Mình tổng lúc xí hợp, cái kỳ là xả cho hạ tiền, thế giờ như nó thua là, nó hai giặc rõ 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 rõ. But it was the opposite. Instead, when we appreciate them, we look at what is positive in their service. We pick what is good to say about them. That when you pick the good things say about them, they draw out of their weaknesses. Thì thông qua sẽ biết đi là để không đợi giấy không là sự bỏ lộ thế thì đi là để có biết bao appreciate them. Nên trong đây trong tổ tư nó của hải cảnh thì thông qua sẽ là của yếu tàu nhà sư trực trọ. Ý khẩu là thơ của lưu do hay là bí của dân kỷ của sư phư kỳ giờ sư trọng sáng kỳ lòng lục sư. Yêu bọn nhà kia của bọn nhà giờ sách của trẻ trong cổng hồn lùa bên mù cường, bên mù cổng trong xa dự sông, ưu nhận của sư yếu tàu khắp bổng mạng chứ. Sư trọng sáng lòng và trọng sư trọng sáng kỳ ổng ý của các trọng.
我个人一顿菜，他偷顿菜就标个个帮来做个好路，你弄得个做几个当人子用，我就别讲，好活个啊，别个当一顿子用个，耶，输的不用个嘞，你从我这我这里比上个，我都能用的师傅看的，有的师傅还讲，个当一顿子皮个，哇。不认报答我师父的，多谢你啦！去杀我师父的，而且低落如火子，我如如如能受的。好在被我师父再给我吃饱了，还能到就好。个火师父，个火念师父，火一时啊，火天。人有故事，其实也懂得给重大的这些的 ，learn to appreciate that。到你的好听好听，不老的。We are to respect the honor God. They are to who they say to God. They to what they say, who you learn, that's a law, the law, paying, shine, the young, the young, the young. Israel is still young. See us, yes, shine to the young, but you do, do, see, ten, 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 the law, the chip, the young, okay, to the idea, from who shot the tongue, the law, who tell them to say no. Thank God they say yes. แต่ลูกศิษย์ของเจ้าที่เชื่อหลอกนี่เกิดขึ้นนะนี่ยังอยู่ขอบเขตเองนะแต่ต่อคือในเทวาจุดสั่งกันเนาะต่อลูกศิษย์ก็ไม่ตุ้ดที่นั่นเนาะลองดูคือนั่นมายาอยู่ว่าใช้ตรงใจเจ๋งก็ใช้กับตุ้ดซื้อฟื้นก็ใช้กับตุ้ดเหนียวซื้อฟื้นเจ๋งตรงใจหรือตุ้ดใช้ในเจ๋งตรงใจแต่คนน้อยก็เจ๋งเจ๋งไงต่อลูกศิษย์เด็ดดีเลยใช้ต่อลูกศิษย์อยู่ใช้ตุ้ดซื้อฟื้นไปเด็ดหรือตุ้ดหายใช้ไปจะเรียนแต่ honor them จะมีจะอีกข้อยกไปทีนี้ตรงในกองเป๊ะจะ show them great respect มอบหรือใช้กับมั่วกาของเราจีมอบมั่วเก่งอย่างนั้นแต่ของตัวเขาว่าถ้าไม่เชื่อไปดีหรือใช้เด็กไปใช้หรือเจ็ดเจ็ดดีจ้าอยู่ตรงลึกตรงที่นั้นใช้อยู่เจ็ดเจ็ดดีจ้าก็เน้นย้อนจงหรือบางเช่นใช้อยู่เจ็ดเจ็ดอย่าอยู่ใช้อยู่ตัวซื้อฟื้นอยู่จากท่านเจ็ดเจ็ดอย่าล้วนใช้อยู่เจ็ดเจ็ดจ้าตอนนี้เดี๋ยวเขาที่เป้ซื้อปลอมตัวเวียชุนรอบดังอย่าไปรู้ละอย่าจับองค์ใดก็เป้เท่าอาจารย์ and wholehearted love them because of their work ก็ไปรู้ละซื้อฟื้นเทนิสซื้อฟื้นจะเก๋หลอมจับเป้ยอมนี่จับถือจับตีจับเนียนจับสีเขาเลยยังนอนก็ต้องจับเป้เก๋ยอมเป้จะเก๋ดู so we have to love them you know as they say goodbye to their familyGoodbye to people, their friends, they come to be part of life. What will give them peace and be part of us is that we love them. To be di la lu la la, ye wo zhou la zhou, zhe ge, la yin zhou, lu la lu du zhe. So, why the Apostle Paul said, we need to appreciate them, respect them, love them. Ya vi li jai si po lo tien tuo go be,ใช้ต่อเราคือเรารู้เรามอบในอย่างเรา We only follow people that we respect, we love, we honor. ถ้ารู้เชื่อก็อย่าอิจฉาที่หนึ่งก็อย่าอิจฉาที่หนึ่งก็ใช้ต่ออิจฉาที่หนึ่งก็รู้ที่หนึ่งเดี๋ยวก็เที่ยวจบนะครับไม่จริงว่าอิจฉาที่หนึ่ง I want to follow people who I hate. We only follow people who we love, we like them, we honor them.And that's why the Apostle Paul said, hey, appreciate them, respect them, love them. Because when we do that, then we will follow them and make things easy. And talking about, we do because 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 weAnd I learned this as I can become the S. ถ้าลูกศิษย์ของเราเข้าใจสื่อมากูดีเราปอดเราเดียวได้โยติดีอยู่ในใจก็จะเรียนตู้ตอนจอดเท่าจ้ออยู่ตู้จะตอนจอดจุดจ้ออยู่ชื่อเส้นจะซื้อฟื้นเองเราอยู่หลอดไปแต่ถ้าเราผู้ชมตาเราต้องอินเองเราเจียบต่อตรงนี้เราว่าจุดจ้อเราหลอดตานะจุดตื่นเต้นก็ส่งอีเมลมาจนเรา nobody careโอ้อยู่ในใจผมจะปีนต้องสะตอนเฮ้ซึ่งยังไง just want you to know I'm praying for you
What can I pray for you? Con chọn tiếng Việt. Xin nhân đang tinh tổn là ai nhỏ. Yeah. Chỉ xin nhân đang xin phép đọc sư phụ của tiên giả này bảo năng. Thì ta sẽ nói kể cô khó kể và do cũng mong khó tư là xin bệnh nhái của sư phụ kể. Either call them và she tag mà xin. Bên nhà đầu tiên này nó mà cô cần tao lại tiền. Vấn đề có yếu hủ là mà có tư yếu tao tao sao tao tiền. Are you free to talk? But you lack the cool look, shy look, take all your got to ask for permission of day. The permission of the day, the point of the day, the permission of the day. So, members, appreciate, respect, and love your pastors. That they will be wanting to serve to lead you into the future. And that she knows if you need to do what is your job for your mom. That you don't appreciate you love. Respect bây là, lưu bây là, một bây là, sư bỏ lò xa có bây quả. Rồi khó kế của tiên loại, cho chú chúa, cho thầy cho dối thao lộ ấy bằng chân dòng, dò bây là tụi ba nợ, có thông, có trọng. So một bây là, sư bỏ lò tụi bây. So as a members, we also, and as a lead, as a pastors, we also desire to have we want faithful, helpful, supporting, and members. But God said we are the one who can make that happen. If you do not share with us, on Jesus, I'm going to pray. You know, God will be able to do it. God will be able to do it. You know, do not. You know, be able to do it. You know, be able to do it. You know, be able to do it. But God will be able to do it. Be able to do it. You know, be able to do it. We have to work hard for the members. Bây giờ tôi hỏi nhà tí tí nhớ cho ông về có gì là tiền để work hard ông làm gì sư phụ lo hai lý trà có là appreciate cho họ tiền nên appreciate cho họ cho sư phụ cho thân cho những họ lục nhà tí tí so bây giờ kể lòng một sư phụ lòng một niệm sư phụ thì họ bây giờ tao đi lo gì chỉ có gì dù lúc giờ chỉ có gì dù lúc chuyện gì chỉ có gì dù lúc sự học gì nữa đạo lúc sự học lý do giờ chúng ta chỉ cho niệm lực để nhận vượt được chứ, nhà sư chỉ sợ lúc mà qua sư phụ được sinh học mới chơi, giờ cũng chỉ là qua cũng mồ, sư nòng đều giờ tụ sư phụ vấn đề, đâu có chuyện sư nòng đều mà nên phải hai tay áo đều chạy như này, cũng hai tay sư nòng đều tiền các tư cho bên trên là tỏ lý trọng các bộ mặt chỉ gì ba của, sư nòng đều chạy tiền, nhon đầu tua. À, chẳng hạn như hai tay lòng lục trọng của người. Cũng nhớ tôi sáng với chồng, ô, nhớ để tôi đi đi em. Tôi khó, nếu mà mơ nó thì họ mọ tạm mô lý, thì nó kết thúc giáo với nó. Thì mà im mọ thì là, thì giờ có mỗi tạm mọ cho sự tôn trọng của tên. Mấy tuần, y tuần, y tuần nhạc chế, sư phư, cô tôi chỉ, lua chính trị đi lần hả? Thầy có thể có trái như lua chính trị đi lần. Cứ xí trả xí chế kê nhô khô ngân nghiệm được xí ổn tùa rồi ấy còn lo cho nó một cái mấy cái lua chính trị đi lần. Ô hồ chị thả lọ mà nhỏ. Ô dù nên tới nơi chế của mạng lý tùa thỏa và chú đồ nê thì cũng đó tôi chưa lọ. Là xí khóa tay mệnh thì dù nên lọ. Tùa nghiệp chế anh đời lúc xua rồng ý tùa nghiệp chế ổn nhau bởi tỏ mình nha bởi. Tại xí mình nhớ dù dễ được thì cũng cho giáo sư lo bên một tổng cô tổng là mình áp lực sư lô có lô khó trông đi chuyện trông đi ô sợ giờ tụi tư là cả giờ họ chỉ cho nên tôi mà kêu cái ăn chả nó ra chuyện cho nhưng cũng chỉ cho ta chỉ đăng ký nó tụi nhạc chế nhóm đời dễ dàng được chơi tụi chỉ cho cá chỉ luôn à so với cứ thì đi thì thôi cứ thì đi của sư phụ còn nhạc sư phụ họ có khứ lý tờ cho chú chúa bỏ các họ nghĩ chú còn một giò là tôi rộng xe bây giờ anh chàng nguy bảo là bây giờ sư phụ có một giò sư phụ đóng xe lý giá để ngồi đây nửa đẹp sư phụ nhắc trái cây sư rồi bỏ các tùa sư tư rộng xe so work hard học của sĩ ta kỳ là đâu lý tờ nhờ bây work hard của ta chỉ sư phụ là hẹp kìa bây work hard to give them spiritual guidance. Ê, ô hô lưu nhá nhá, có ba lời lỏng mà kiến chân ba chữ rộng. Khó kế ở đây đi lò chìa là tao là của sư bọn lò, hãy nhớ đồng khó cậu ở sĩ đề. They work hard among you and give you spiritual guidance.
spiritual guidance 也来指引。论呢里有包括主，里有达到见证，有包括路姑，有包括话主有领导，有被入到教里好作困难。话主只有教被来个被来我师父念师父诶无论路，因我讲论路天嘛，但是好落差啦，落掉当真个包括主。如果投入些了包括主了地里有尿状的做见证。给我做了个见证，就要被人家一样了，很多人依靠我，我就能要做。依靠我古，啊，大家我也得古我师傅的古人老弟好嘛。那有些年师傅就找我师傅引入了罗的，三的教导的老人教有呀。后边路人也就搞这个老的，尤其多臭了。也古嘛，你得哦，好老老的爹，教导人教法就是了，人教艺术是。人家耶稣老的个就基督阿基党的那老老多臭，但是要人家告诉的阿基党的那个只要给人家这条，这被路内被去要去个来多久，人家来包老老的在见证，也在做个来包外就是让了的，被人家只要了来多了来下一个来我把这边来温了呢，就好了要好被路好骗，也他好听被给收放了还的。被老外来接，你只要问好，只要照，但是被力量老外把指定了，你只要我定路困难，被老外话我乱咬落，老外都讲了包外住，了包外住来接，讲了老外住给你定路，也做土狗的，看到有一好天的情况，人家都好会得了点，lead them in the Lord's word， 叫了老外指定路。也被做给了我师父，也同时被了我背养我爹。嘛，我做本真的，这个娘个亲娘，我本真的有娘做娘看。我被人同时被了我师父也被，阿爹，只望长度那超过古人，也太无理了。也同时被出来被出了，我个大概在是指我做了包外住，那住完了包外住的路，也做到个亲娘。所以老我师父，我念师父，被你怒，被人怒，个人到我，我说话，哎呀，老了包括住的爹，老包括住了莫好路中啊，投入些容易的了的，好的呀，老有小老话住的怒了，也投入些容易的，也一块有我做被，再给我师父，也有我做将军姥姥，有做本钱故事啊，有我做我女的女度，也好的呀，被你怒，但是一得你的怒。修过龙多，有师傅，有退休，就直接做蛋炒，就等于做豆腐，人家是学生，人是学生，一种的个别一点 live peacefully with each other。有直接师傅要好留言讲价，退休要你价，但是要同对边要就是学生了，牛啊！走路好偏。我就告师父，被去师父，再告师父，把师父，师父落巴个被落巴个发住，又拄个被人压到去学生子。This is the most crucial. It is us as pastors, leaders, members. We need to live peacefully with each other. And the peacefully with each other, it is the work of Jesus Himself. Jesus came to earth. He worked so hard.And to create the gate, the winter love, the young winter, the gate, they love a civil dinner, civil, they love a bunch of young John. Or Lunang got a hot dog, go, go, hot dog, go, dear, but you are to jump bay, it's a top gun, the gate, they love a civil dinner, civil, yet he called you a top day chapter, the Lunang at one day. So, Luna, civil dinner, civil, your land, yes, well, tell him your team.Welcome to your new church. And let's start it right. Start with God. Continue with the members and go wherever God leads you. Be the tongue, be the jujua, no longer jujua. Each name, choose a hand. Not go to me. No longer, if they were beaten, I don't know who love, so don't go.本真的有头脑为本真 ，Calvin Mormon Church 不同的经典。论内，你就想要大佬，我就叫当一个人。
that she together run on to women that come there. Come there, she said, go okay, if you don't talk to him. But in Africa, my Asia problem, my dear. You got your side of come with it, then they come with it. But she got side of come with it, then they don't do it. So the African proverb said, if you want to travel fast, you go alone. If you want to travel far, go with others. Let me add, if you want to travel to the impossible, travel with God. You can see he long long zin. You be sad or be more than yak, which you want to do with dog, you be dog at you. Tonu she be like, no, okay, love. Tom Wheeler. More okay, be your mood dog day day. Here, mood dog dog at you, they be your mood dog or walk. Và chỉ có tập đi để thao bác chú phụ công bằng của tôi để gặp đến bên trên đó trong ấy bên trên dù ở trong đường đang đi tư bằng chị à bác chú theo một trong bác chú tập công tổng này quan cảm chú nhiều nếu trước để trong chị em thân đi sẽ đạt